Xin chào hai ông bà, hôm nay cũng rất vui mừng cho kênh miền Tây Bắc Tháp Lần thì về đây được ghi cái hình ảnh của cô chú đi Tháp Lần hôm nay. Và ông bà có thể giới thiệu tên tuổi của mình cho khán giả của kênh miền Tây Bắc Tháp Lần được rõ hơn ạ. Xin mời cô chú. Tôi xin cảm ơn. Bây giờ trường quay hôm nay tôi là 67 tuổi, bây giờ ở ngay xóm Giang này, Phú Lương này, nên là tôi cũng có thể giới thiệu tên tuổi mình. Tên của tôi là Bùi Văn Gió, là tuổi năm nay là 66 tuổi đấy. Người cô ạ, tôi tên là Nguyễn Thị Hoan, năm nay tôi 58 tuổi, 56 tuổi, người Vũ Bình. Vâng, xin mời cô chú có thể gửi gắm những lời ca tiếng hát của mình. Xin mời cô chú. Vâng, xin cảm ơn. Thật mưa là thật, và thôi ta
đi lại đi thấy các ba la vui rồi hãy buồn nai mà nai mát nằm ở đâu vậy có chú là chẳng mát này ngã tôi con răng chi nữa chữ ơi chúng nó khổ khổ hà thơi bao nhiêu ra giờ nó do kể rằng em ngoài cầu đi uống ra nhận lệ đến khi được quên khẩu ra nói ơi mình nhạt chưa kiểu nó hỏi thăm lung ngày thăm làng mương ngày đi dầu na ơi na ơi ra dòng kết na ti đời thăm hỏi gia đình và bên rời khi rằng mình hỏi rau nai bừng nó ở vai thì đôi mình ban nhậu ra giờ buồn na do đôi mình nhớ thành thiếu đi hoa dù sao chẳng nữa mẹ ngã diêu lấy nhau cùng hay thì rằng đi chỗ khá rồi đưa cho bạn mẹ ngã đuổi lưới hôm nay đã gió ún gió thế là anh đi hát được mẹ ngã đồ cất mà bước đồn thơ theo khẩu đại kỳ nhà hô chát mà ngay nó có thua buồn vai nói từng lời đưa nhà cơ ngày buồn nói đồ ngày cấp lại chớ uốn mình nhớ mà ta thôi đội mình đừng quên thương nhau cơn gió uốn gió nhà ơi bên ngoài thăm má ta hỏi thăm gia đình ở bên này thì rằng anh ngoài đã buồn ai khổ mày ngày khác đưa mình biết nhậu lại buồn na ơi thế là ai ở với nhớ ơi chỗ nào buồn na mặt buồn na thơ buồn hỏi thăm chương khắp chương ngày quý hỏi thăm cháu đô chi ni ta sao ni ai ôn na ơi nhà thương ơi tần hỏi ta chờ mà
hỏi biết hỏi ông chẳng hay rồi hỏi anh ơi thật đau na ơi à, cho đêm buồn chợ má chớp má cười à, lưỡi anh có hài ổ nai anh hỏi bố mẹ buồn nắng đầu bố ở lại nga chẳng để hoài thế rằng bay ra ôn na ơi hỏi tầm mà nếu có đi tới bố ngặt có ngày ôn nói hỏi à tầm mà đi ngã bố ở quan hỏi à tầm đêm ngã mê tình ngã hôn ngã xin rồi hãy thì un sống cảm cho anh cũng ôi ở mặt mà rơi mắng thương nung nhờ nó ơi ở mặt nó phải hỏi ngã ơi hãy càng hoài ôn thơ càng thêm hoàng rời chế rằng bên ngoài tiếp lên đến khi vững nó mà là chúng sắp lớp quên có nhau ra giờ nó do tình ơi tiếp mình ơi đâu bộ lại cậu à lời của anh lại hỏi sắm mà un mạng chưa mấy người un cha bố thật khỏi mà lấy thương anh cơ ngày un ơi mày lấy thế nào mẹ thế rằng chắc đúng hay sai cũng nói bỏ buồn thấy bu ngặt cơ ngày nó ơi buồn là ni an thật nói tha nói đúng còn nhà nông rần rải chẳng hỏi ở mặt ún ơi hỏi xa câu kệ câu lưới chẳng hay rồi giờ ún ơi nhà cứ bởi nhớ ún chẳng có chấp mà thiêng à lời của em rồi thì căng câu đi à trời mà vui lòng lòng à, em đang họ khát ồn vang à, nhưng trời có ngày ồn no ơi em chẳng hay hát rồi rồi hay rằng mẹ nhà thôi lại đi đưa bưng đi ra dò nó ơi hãy chê ôn na sâu na ta ôn chẳng có làm lá ba mai ngà lo chẳng phải thiên thi à chờ ôn na ơi à thì đừng nghe em ở mắt khổ đời cho anh tôi hãy ồn nói chẳng răng ra để anh ơi đưa tiếp tục câu lời đi lên mà anh ơi
ca mê mê ngồi ở mùa nàng nhà ra giờ thế răng ngôn nói lại tham liên na đường nhà hà bố coi viên loang nhau bây giờ na ơi em ơi tiệp cậu á lời á đường tiếc tục bồ lời cho em ơi. Em ơi cứ hỏi ơi buồn chẳng có chấp thiện lời mà lo rời em nhỏ chơi thăm lang quỷ ùn lá mò thăm lang nơi nọ đi ùn bô cung tình hào ai ùn bô lại liêm chờ chờ đạch quang má phiên non nhau này sao mà cầu tâm mà miệng ơi là cả sơn là huyền hóa bình nhà tinh nhà chung rơi ơi thế răng y tốt đã uốn ơi chắc em chẳng hay hạt uốn đứng cưới chẳng em cơ ngày nói ơi chớ răng đi mà phiền buồn đi thì khi âm mà thiêng ẹt mà lời mà thôi ở đây hay răng chếp lại bưng đi cứ thôi à khoai bộ nó thì cưới hà ni vợi uốn nơi khi bỏ rồi thì đừng quên quên cái đó mình nhìn quên chứ quên đó ờ xin cảm ơn đó ăn à ở ta nọ chung mà đi thà có đi hạt mấy mươi năm người ngay còn kém gì tất cả thì hạt đó khổ mưa tắm phải mưa lại từ lật lo mày qua lật lo vừa cười mà nó thì cho nằm mấy người hạ cả nhà rồi ngã trang ơi chuẩn bị cậu á ơi mô em cô mày ơi thì đang y ăn ra uốn núi thăm đời ngã bộ đúng tới đứa quen với là nó ơi cặp mà em ơi nó hoài thăm hóa liêm ơi con là ở mùa mường nó về là nì ơi buồn cún hỏi thăm mò chữ mướn nó ngò bố thật ôn má tin anh cơ ngài ôn na ơi ngò la mò ở chốn ni đi lùa bảo nhà chủng ngay ni cho đưa ra bụi lại ôn ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng cho buồn đêm thăm quay trời đừng răng đêm đi chú na ơi ở đi mong ôn đi đi dũng đỡ ngõ thoát đời bên nhậu rai ôn nói nói thôi qua lời mà thôi ra rồi chẳng chẳng khê đôi mới quá lời ai ngỏ bố thật là đúng tôi là tin phải buồn nói em số cha làm đẹp mà bên trên bà gác bên chờ tôi ra trời ơi chẳng chẳng có đi chú na ơi đừng đùa phủi thôi mà bồ gửi mương in cứ ngày ổn nói ổn nào thân thật nói thân nói đúng con mà phong em xuống đây ơi nếu mà nói thật nói ta khổ mày ngày kha cả mình còn gặp kha đứa học khát chửi ra dầu na ơi chưa bỏ tiếng mơ tồn chị ơi nó màu đi chị cảm mà theo nghe ta đôi ở như anh tôi mày hình trăng khiêm tôn nún thương chỉ vì chưa hạt ngày nó thương già tôi hay buồn nó hay chẳng lo cái chuyện là không đang ở vài kiếm tổn đến đang châu thường lại nó ơi thế là mới xếp lại cậu đi đâu đẹp tốt mọi tiếng thường